Thưa quý vị, thưa các bạn, cà phê là sản phẩm ưu thế của Việt Nam và là đặc sản của vùng Tây Nguyên. Thời gian qua, ngành cà phê đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta. Đến nay, cà phê Việt Nam đã có mặt ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ hai trên thế giới về sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2016, lượng cà phê xuất khẩu của cả nước đạt 1,79 triệu tấn, với kim ngạch đạt 3,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,6% về khối lượng và tăng 25,6% về giá trị so với năm 2015. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2016 đạt 1.872 đô la Mỹ một tấn. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Với mục đích khẳng định vai trò quan trọng của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới và liên kết xúc tiến thương mại đầu tư, du lịch, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nhà sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nội địa, thiết lập thị trường tiêu thụ ổn định với ngành hàng cà phê Việt Nam. Mới đây, trong khuôn khổ các chương trình lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên năm 2017, Hội nghị xúc tiến đầu tư và Tây Nguyên lần thứ 4 tại Đắk Lắk đã diễn ra hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. Mục tiêu của cái hội chợ triển lãm chuyên ngành là thứ nhất là quảng bá cái thương hiệu, đặc biệt là quảng bá cái thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nằm trong cái tổng thể của cà phê Việt Nam nói chung. Cái thứ hai nữa là trong cái hội chợ thì hiện nay là có khoảng trên 100 cái doanh nghiệp tham về chuyên cà phê, sản phẩm về cà phê tham gia, thì đây là một cơ hội rất lớn để cho các cái nhà sản xuất chế biến cà phê của chúng ta giao lưu văn hóa về ẩm thực cà phê với nhau. Từ đó chúng ta rút ra được một cái thực tế về cái chất lượng sản phẩm cũng như cái nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. Từ đó các doanh nghiệp có cái định hướng cái sản xuất cái sản phẩm của mình cho phù hợp với cái thị hiếu của người tiêu dùng. Và đúng nghĩa như là cái hội chợ chúng ta là làm hoạt động xúc tiến thương mại. Nhân chuyến công tác tại Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã ghé thăm hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Tại buổi tham quan, Thủ tướng đã tới một số gian hàng của các thương hiệu cà phê nổi tiếng Việt Nam và mong muốn ngành cà phê ngày một phát triển hơn nữa, xây dựng được thương hiệu trên thị trường quốc tế. Với chủ đề Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng, hội chợ lần này quy tụ trên 730 gian hàng của 234 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có gần 60 gian hàng cà phê của 12 doanh nghiệp nước ngoài. Các gian hàng tập trung giới thiệu các loại cà phê, sản phẩm được chế biến từ cà phê, các máy móc thiết bị chăm sóc và chế biến cà phê. Tại hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 2017, một số thương hiệu cà phê nổi tiếng như cà phê Buôn Ma Thuột, Trung Nguyên, Vina Cà phê Biên Hòa, Nes Cà phê đã giới thiệu tới du khách nhiều loại cà phê mới đang được ưa chuộng thị trường trong nước và trên thế giới như cà phê Robusta, cà phê trồn. Đặc biệt, Vina Cà phê Biên Hòa đã giới thiệu và tặng bảo tàng các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ly cà phê lớn nhất thế giới với khối lượng 1,2 tấn. Trong cái hội cà phê lần này, chúng tôi kết hợp cùng với công ty Bình Điền với sự chỉ đạo của tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng tôi đã công bố cái chương trình hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột. Đây là một cái chương trình mang tính phát triển bền vững, qua đó nâng cao cải thiện một cái đời sống cho bà con và nâng cái chất lượng của cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung. Sau 6 lần tổ chức hội chợ triển lãm ngành cà phê, điều dễ nhận thấy là số lượng doanh nghiệp có sản phẩm chế biến tham gia hội chợ ngày một đông đảo hơn. Mặt hàng ngành cà phê cũng ngày càng phong phú hơn. Đến với hội chợ, triển lãm ngành cà phê lần này, có doanh nghiệp trong nước còn mang đến sản phẩm cà phê được chế biến bởi dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao do chính kỹ sư trong nước thiết kế, chế tạo khép kín, ít hao nhiên liệu, không gây ô nhiễm môi trường và dễ sử dụng. Đây cũng là lần đầu tiên mà công ty Roaster tham dự cái lễ hội của Buôn Ma Thuột này. Tôi thì cũng tham dự triển lãm ở một số nước trên thế giới là Úc, Singapore, Đức và Ý. Thì cũng tham khảo một số máy ở thị trường. Và hiện tại cũng đang cho ra đời một cái máy sản xuất và chế biến cà phê đạt tiêu chuẩn của người Việt Nam của mình. Về máy là có sử dụng lớp bảo ôn nên nó giữ cho cái nhiệt độ nó không thoát ra cái môi trường bên ngoài. Nên cũng là một phần để mà tiết kiệm cái nguyên liệu cho thời gian mình sản xuất. Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê năm nay đã khẳng định Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia hàng đầu cung cấp hạt cà phê Robusta, mà còn là một trong những thị trường tiềm năng lớn dựa trên sự giao thoa giữa văn hóa thưởng thức cà phê truyền thống và hiện đại. Do đó, hội chợ là cơ hội để giới thiệu chất lượng cà phê Việt Nam, đồng thời là nơi định hướng cho sự phát triển ngành công nghiệp cà phê.